nghệ sĩ Tú Thành Lộc đưa phát ngôn bạn bè uống trà sữa của Hoa hậu Ý Nhi vào kịch. Video nghệ sĩ Thành Lộc châm biếm phát ngôn của Hoa hậu Ý Nhi gây sốt mạng xã hội khiến khán giả thích thú. Sau loạt ồn ào vạ miệng của Hoa hậu Ý Nhi, cộng đồng mạng lan truyền đoạn video nghệ sĩ Tú Thành Lộc diễn trên sân khấu kịch và đọc thoại. Trong khi các bạn cùng trang lứa đi ngủ đi chơi đi uống trà sữa thì em đi thử hài. Em thấy em trưởng thành hơn các bạn và trong khi các bạn vừa đi học vừa đi làm thì em bây giờ là mẹ thiên hạ. Hiện video này thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, hơn 40.000 lượt thích chỉ sau gần một ngày đăng tải. Được biết, phân đoạn này nằm trong các xuất diễn chương trình Ngày Sửa Ngày Xưa Ba Tư với vở Nàng Công Chúa và Chiếc Áo Tầm Gai.